Bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử cầu thủ Phạm Hải Yến. Phạm Hải Yến sinh vào ngày 9 tháng 11 năm 1994 tại làng Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ, là một cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Cô đang là đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Cô được xem như là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Hải Yến xuất thân từ một trong gia đình thuần nông gian khó, không có ai theo nghiệp quần đùi áo số. Trong gia đình, bố cô là ông Phạm Văn Mười, mẹ là bà Phạm Phương. Dưới Hải Yến còn có một em trai. Cô sinh ra và lớn lên từ một địa phương khá mạnh với phong trào bóng đá nữ như Hà Tây, nên Hải Yến cũng có ít nhiều có niềm đam mê với trái bóng tròn từ nhỏ. Cộng thêm với việc ở làng Nghiêm Xá cũng có một đội bóng nữ do thầy Dương Khắc Tiềm huấn luyện, nên mỗi ngày Hải Yến đều có cơ hội ra sân chơi bóng. Với sự chỉ dạy của thầy Kiềm và các anh chị lớn hơn, sau đó đến năm lớp 8 thì cô thiếu nữ ở sân bóng làng Nghiêm Xá đã được nhận vào đội trẻ của câu lạc bộ nữ Hà Tây. Từ đó cô về Hà Đông tập luyện và theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Lứa trẻ của Hà Tây năm đó còn có một tuyển thủ quốc gia khác là hậu vệ đa năng Hoàng Thị Loan đến từ huyện Thanh Oai. Sau khi sát nhập Hà Tây về Hà Nội, cô đã tập luyện cùng với lứa trẻ của Hà Nội và cô đã cùng U19 Hà Nội giành được hai chức vô địch 2012 và 2013. Tại giải vô địch U19 quốc gia năm 2013, Hải Yến đã lập lại được thành tích của Tuyết Dung vào năm 2011. Đó là ngoài chiếc cúp vô địch, cô còn giành cú đúp danh hiệu cá nhân là cầu thủ xuất sắc nhất và là vua phá lưới với 7 pha lập công. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội, Hải Yến từng có lúc bị nghi ngờ về khả năng thành công bởi thể hình quá mỏng manh. Tuy nhiên, cô gái sinh năm 1994 này đã thuyết phục tất cả bằng lối chơi thông minh, sáng tạo và kỹ năng chơi bóng ấn tượng của mình. Dưới sự kèm cặp của những đàn chị nhiều kinh nghiệm, trong đó có cựu tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam, lứa thế hệ vàng là Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hải Yến trưởng thành nhanh chóng và sớm được đưa lên đội 1. Được kỳ vọng là người kế thừa xứng đáng của Hoa Khôi Ngọc Trâm, tiền đạo này đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Mảnh mai, trắng trẻo và xinh xắn, đó không phải là những từ ngữ dùng để mô tả một nữ cầu thủ. Tuy nhiên, Hải Yến lại là một người như thế. Và trái ngược với vẻ bề ngoài rất nữ tính ấy là một hình ảnh nữ cầu thủ thực sự mạnh mẽ, quyết liệt và đầy cá tính trên sân cỏ. Kể từ khi được lên đội 1 của Hà Nội, Hải Yến luôn chứng minh được năng lực của mình, sở hữu lối đá thông minh giống đàn chị Ngọc Trâm. Tiền đạo có chiều cao 1m62 này chơi không tốn sức nhưng có hiệu quả, đặc biệt là sở hữu khả năng di chuyển, chọn vị trí và ghi bàn cũng như chơi tốt luôn trong vai trò tổ chức. Chẳng có gì lạ khi cô luôn là chân sút hàng đầu của đội bóng nữ Hà Nội tại giải vô địch quốc gia. Những phẩm chất nổi trội ấy đã giúp Hải Yến được huấn luyện viên Trần Vân Phát chú ý và gọi bổ sung lên cho đội tuyển quốc gia khi còn trẻ. Và câu chuyện sau đó là sự khẳng định ở màu áo đội tuyển quốc gia, nhất là khi huấn luyện viên Mai Đức Chung lên nắm quyền. Hải Yến vẫn phải đứng sau một chút so với đội trưởng Huỳnh Như về tầm ảnh hưởng cũng như vai trò. Tuy nhiên, mọi thứ đang dần thay đổi khi càng ngày cô càng được huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá cao về năng lực và khả năng ghi bàn của mình, cũng như tầm hoạt động và sự tiến bộ trong cách chơi. Năm 2019 có thể xem là năm ấn tượng của Hải Yến khi cô đóng góp cực lớn vào vị trí Á quân của câu lạc bộ Hà Nội ở giải vô địch quốc gia với 17 bàn thắng. Cô giành luôn giải vua pha lưới. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Hải Yến cũng góp công không nhỏ trong chức vô địch Đông Nam Á năm 2019 với 6 pha lập công. Với những cầu thủ xuất sắc và đang độ chín, trong đó có Phạm Hải Yến, huấn luyện viên Mai Đức Chung hoàn toàn có thể tin tưởng vào đội bóng của mình trong tương lai. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay, hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.